mà lâu quá không biết nữa. Kêu đi vô lấy 2-3 cục gạch thôi mà giờ này cũng chưa xong nữa. Chờ đến bao giờ? Nắng chết vậy. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục về ngoại chơi nè các bạn. Thì mình tính ra ngoài vườn hay là vườn măng cục của nhà ngoại mình nè. Thì mình ra đây mình chơi cho nó mát chứ trong nhà nóng quá. Mình sẽ hôm nay mình đem theo có trái bí á, mình sẽ làm bí chiên các bạn. Thì đợi nó đem mấy cục gạch ra để làm cái bếp để mà chiên, mà giờ này nó đi đâu mất tiêu luôn rồi. Bây giờ mình phải đem đồ lên nha các bạn. Mình sẽ máng lên mấy cái cây này. Đây có cái móc, mình đây có cái móc để mình máng luôn nè. Đây có mấy cục cây nè. Máng lên luôn cho. Hai cái đứa này họ ra đây biết tay với mị. Máng đây không biết họ có sâu không. Trời ơi, có hai đứa đó kìa. Có hai đứa đó kìa. Mày lại đây, mày biểu. Trời ơi, cậu đứng nó nhìn mà nói nữa thì lại đây coi. Hai đứa này nấu dưới góc măng cục này, hồi cháy hư nguyên cây bị bà ngoại chửi nữa cho con. Để gì hả ta? Để vậy đi. Trời ơi, tao kêu mày ginh 4 cục mà sao ginh có 3 cục vậy? Đi vô ginh thêm cục nữa, mày đi thêm cục nữa chắc tao chịu quá à. Lẹ lên. Để đây đi, mình sẽ bắt cái. Rồi đem lại đây, đem lại đây. Mình đứng chèn hãng chơi hê vậy đó. Ê, vô nhà lấy thêm cái gỗ nữa. Đi vô nhà lấy thêm cái gỗ nữa. Bạn nghiệp thằng bé sai một lần cho nhiều. Giảm cân cho nó đó. Mẹ ơi, ngồi đàng hoàng coi. Giờ tôi sẽ gọt cái bí. Ổ kéo không? Đi xuất ra, đi xuất ra. Trời ơi con á, đi xuất ra đi, đi xuất ra. Cầm cái hộp quẹt lên cho chị nè. Đây gọt cái bí. Trời ơi, cái dao lục nữa. Cái thằng này, mày lấy cái thứ gì đâu không cho tao vậy. Mày lấy cái dao lục nữa. Đi vô lấy cái dao khác. Đi vô lấy dao khác coi. Đi vô. Con thứ dơ. Trời ơi, cái ngồi đâu giờ? Không biết giờ hả? Em mới ngồi. Vô lấy dao khác coi. Trời ơi, cái dao này sao lột được. Trời ơi, sai người ta sai một lần thôi. Ai biết mình sao ngoài? Kêu mày lấy cái dao mà mày lấy dao lục vậy. Đi vô lấy khác coi. Rồi biết chừng nào mới ăn, kêu mày đi một chục lần vậy còn chưa xong. Mày đi ra thêm một lần nữa mày tới số mày với tao. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi sao hoài à? Cái mệt hả? Cái gì? Mày cũng chảy máu lên rồi trời. Mày làm bẩm gì? Cái dao chảy máu luôn làm bẩm gì? Tao đây là hình thức giảm cân dành cho mày đó, mày biết không? Nó coi gì mà ác dữ vậy? Một lần thì lấy có một thứ mà đi cả chục lần. Ăn không? Ăn không? Nhanh chứ. Thằng em tôi mới thu thập thêm đệ tử mới nè. Bạn ốc cam. Bạn ốc cam tên là tên là gì? Tên là... Em tên là gì vậy? Hay quên rồi. Học chung với Bi hả? Chung bọn đúng không mới á. Đi kêu thêm Oxin. Oxin mày hay quá đó. Mày Oxin ai thằng Bi là Oxin cao cấp. Mày Oxin cấp 1 rồi hay là Oxin thằng VIP rồi. VIP em là cái gì? Ở trong nhà có đèn cậy không á Bi? Có chứ không trời. Đèn cậy một đống vô lấy nó đi. Sai nữa. Trời ơi. Muốn ăn cũng mệt chứ bò mới giỡn đâu. Em phải có lý. Ê khoan lại đây. Chợ hồi vô gửi trái bí luôn rồi điên lượt luôn mà. Đợt này có hai chuyện nè. Cứ gọi cứ gọi. Cười vô duyên. Con gái gì cười vô duyên. Ê ta cười từ hồi nhỏ tới lớn rồi mà. Cười nhỏ á. Nghĩ sao lấy trái dừa khô mày ngồi. Bá đạo như tình gì dạo. Đó hay nữa bị đau hả? Lại đây coi ha. Nó coi cái gì lại có máy quay nữa chứ gì. Coi nó có gì đâu coi. Bình thường mà đúng không? Quay xong mới đã kìa. Bi đợi nha, vô lấy cái đèn cậy gửi chứ bí nhanh nha. Đèn cậy đâu Bi mày biết không?
Nè. Rửa. Có không vậy? Nè. Nhanh nha. Em bắt lên. Có dầu rồi đây, có dầu chị rồi. Chị nói đây. Gì vậy? Em không nghe. Tiếng hả? Nó đem lại đây. Em cúi lại đây. Đây nè. Lấy lá chuối cho chị thử. Chuối. Ừ. Hả? Nhanh lên đi mấy đứa, lại đây này. Mày đứng đó mày nhìn ta. Rồi. Ngồi đi rồi. Trời ơi, giờ này mày... rửa bí chưa vậy? Rửa sạch chưa vậy? Nghi thực đốt lại đây. Đốt hồi cháy nguyên cây măng cục báo nữa. Đây, đây. Đây, không biết cháy không hả? Không cháy là đem vô nhà luôn á. Cắt ra nha, phải cắt ra. Để trên cái bọc đi. Chơi đồ chế luôn đi, khỏi cần lấy thớt. Ồ, bí không có hộp. Chơi khoanh gì luôn đi. Chơi dầu lục nữa bởi vậy. Còn em lấy nữa không? Khỏi luôn đi ha. Kêu mày tới 10 năm mày mới đem tới vậy. Ê, có hộp, tại vì nó sâu nè. Chơi khoanh gì đi, mỏng mỏng thôi. Còn lẽ bí nào cũng có hộp trời. Bí nào cũng có hộp chứ. Ồ, đem ra đây. Rồi, dầu sâu rồi mình chiên thôi. Rồi sao đã giờ nổi giống cái lửa của cái này thôi cũng lâu nữa. Xèo xèo luôn. Liệu gần ăn có ngon hay chăng? Mà không có bột ăn cũng đâu có ngon. Đừng ăn em. Thôi ăn. Ai cho ăn hả? Tôi chỉ cho nhìn thôi. Thôi không chịu. Không chịu. À. Người ta phải hửi khói trước khi ăn. Con này cười du duyên không? Quá là du duyên. Kích thích vị giác. Phải là duyên giác của chúng ta. Lấy cái gì này. Mình lấy cái đèn cày để lên đi. Ôi trời ơi. Sôi quá trời. Chiên đều. Cái xích tre đứng ở đầu lửa ngồi là than nóng. Không có than nóng. Này con dành rồi. Vô ngược. Lấy củi thêm bi. Ủa bên kia kìa. What? Ui. Vàng rồi nè, xích vàng rồi nè. Vàng rồi vớt ra. Đầu cổ xùi vậy đó. Cái này gió quá trời á. Vàng rồi đó các bạn. Đi vớt ra nha. Vậy này mới nói các bạn. Chứ sao. Bây giờ lâu lắm rồi đó. Thấy là thấy thơm rồi đó. Đấy. Xem bữa không thấy thơm mà chơi nữa. Tại đứng xe. Đây nè các bạn. Mẻ đầu tiên nha. Mũi chiên tiếp theo. Đây, bố em chưa tét nha. Mấy này dày quá. Chạy. Răng. Thấy bớt lửa ra. Sắt nó vậy nó phồng như cái bánh gán rồi bạn. Mày muốn hồi chứ chắc xài đi, dắt sắt dây đi chị Trang. Ấy rồi, rồi nó bị lủng lỗ. Đẹp rồi. Hết đẹp rồi. Lật bề dưới lên đi. Ồ cái này nó chữ chín. Lật bề dưới lên cho nó lấy rồi thẩm mỹ. Thẩm mỹ. Đây mẹ cuối cùng rồi đây.
vậy, hai đứa quýnh hồi hồi lọt mưa rồi tao không có vớt nha. Mày vớt ra nữa này là có thể ăn rồi đó. Mày thèm ăn với mì sản hả? Hai đứa này lợi thế bên là như mèo chuột à. Nó thèm ăn ít quá nó sản rồi đó. Này này mình vớt ra nữa là có thể ăn như các bạn. Úi trà la. Úi trà la, nghe tới ăn đó là úi trà la. Đây, quá đẹp. Có ăn bao giờ, ăn cái này bao giờ đâu thèm. Đây, bây giờ ăn thôi. Chúng em nó đã sắp thỏa mãn cái niềm đam mê ăn uống rồi đó. Này, giờ mình sẽ review thử nha. Bi xịt tương miếng bên đây bi. Xịt tương xích bên đây nè. Bên thôi, bên thôi. Bên thôi, ừ. Xịt ra, xịt ra. Mình kêu tẹt tẹt nữa. Ghê quá. Review thử miếng rồi. Rồi ăn thử rồi, ăn thử phát biểu cảm nghĩ nha. Được không, được không? Nói sao lần đầu ăn bí chiên hay như thế nào? Béo. Em cho chị nghe phát biểu ý kiến à. Ngon. Ngon hả? Em ấy không biết cái từ nào khác để ngoài từ ngon các bạn. Mình sẽ ăn thử nha. Đây là lần đầu mình ăn bí chiên, không biết có ngon không nha. Ngon thì nó ngon nha. Ăn miếng này đi. Đỉnh. À, mời các bạn ăn miếng bí chi nha. Bái nè. Bí nó bùi bùi béo béo á. Nó thơm á, chiên lên nó thơm. Khói bay mù mịt. Cái này ăn chơi được các bạn. Cái này bí á, chiên lên nó không có giòn á. Nó không có giòn giống như mà chiên khoai đâu. Nó mềm. Lúc mà mình chiên á nó có ra nước nữa. Tại trước giờ bí thì một là mình nướng, hai là chiên. Để bữa nào mình làm bí nướng thử các bạn. Rồi mày thấy anh mình có nướng ăn một lần. Đây. Ăn này nó mềm chứ không giòn. Nếu mà mình sắc càng mỏng thì chiên thì nó sẽ giòn. Mình ăn mấy cái gì ở ngoài thì nó hơi giòn giòn thôi. Nó ở trong thì nó mềm. Ăn cũng tạm là được thôi chứ không gọi là ngon cho lắm. Ăn đến miếng nữa coi. Một con heo mỏi nó đang ngồi ăn. Một con heo mỏi. Đây. Bí được ăn bánh chi phòng kìa. Ừ. Nó khá là chi bánh phòng ăn. Trời ơi bây giờ ra vậy. Nó bào quá các bạn ơi. Chiên bí 1 phút 30 giây. Chiên bánh phòng hồi nãy đầy dĩa mà giờ còn nhiêu đây nè. Đúng rồi, dân nó bào quá trời. Khủng khiếp, khủng khiếp. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn với các bạn. Nếu các bạn nào thấy hay, nhấn like và share cho mình. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem tiếp những video của mình. Các bạn hãy nhấn vào cái chuông để xem những thông báo về những video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye đi. Bye. Rồi tiếp tục bào đi nào.